mọi người, Út Như đang ở siêu thị nội thất Nha Trang Hoa Nguyên XQ. Chúng ta hãy cùng bạn Mỹ Nga tìm hiểu về những bộ bàn ăn thông minh tại siêu thị nội thất Nha Trang nhé. Xin chào tất cả mọi người. Và đây mình sẽ giới thiệu về mẫu bàn ăn thông minh này. Mẫu bàn ăn thông minh này được làm bằng kính cường lực phủ men. Ghế của nó được sơn theo công nghệ ô tô, rất là khó phai màu, màu rất là chắc chắn. Mẫu bàn ăn này được gọi là mẫu bàn ăn thông minh. Vì sao được gọi là mẫu bàn ăn thông minh? Nếu như nhà bạn có diện tích nhỏ thì bạn có thể để bàn thành hình chữ nhật như vậy. Còn nếu như nhà bạn có mời khách đến dự tiệc thì mình có thể kéo ra thành bàn tròn như vậy. Nó rất là tiện dụng. Ngoài ra nó còn có thêm bếp điện từ mình dùng để nấu lẩu. Ngoài ra bên mình còn rất nhiều sản phẩm bàn ăn khác. Wow, thật là tiện dụng mọi người nhỉ. Hãy đến với siêu thị nội thất Nha Trang ngay hôm nay để được sở hữu cho ngôi nhà của mình những bàn ăn tiện dụng như thế này mọi người nhé.